Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirGroup có tên là Performance các bạn. Đây là một dự án của Farming. Thì để tham gia giam này, các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram các bạn. Đây thì website của nó các bạn. Để mình vào mình check website nha các bạn. Đây là dự án để farm những cái đồng coin nhận lãi thôi các bạn. Để mình connect. Ok, đây dự án farm, mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia AirGroup của nó nha các bạn. Thì các bạn bấm nút Start cho chatbot này các bạn. Rồi sau khi bấm Start xong thì nhiều tiền bạn join kênh giúp kênh seller nữa nha các bạn. Rồi các bạn join sao nha các bạn. AirGroup này sẽ sống phối vào ngày mùng 4 tháng 7 nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nữa nè các bạn. Rồi các bạn join cho kênh seller nó xong các bạn bấm chat nè. Chắc lúc cha chứ gì đây. Rồi các bạn lướt cấp cha nha các bạn. EH ai nè, các bạn gửi cho bot nè. Rồi mình sẽ get được 40 token BBE nè bạn, một token BBE khoảng 5 đô các bạn, khá là ngon luôn bạn. Các bạn bấm ID. Rồi tiếp tục thì các bạn like và copy hát tát này nha bạn. Các bạn follow Twitter, like và retweet bot nè, với hát tát này. Trên Twitter thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nè. Các bạn trích dẫn cho Twitter nha các bạn. Các bạn dán cái hashtag các bạn đã copy lại nha các bạn. Xóa đi. Giờ tan ba người bạn mình vào nha các bạn. Phan các bạn. Sorry. Coi như các bạn gõ là cộng tình hiện ra tên những người bạn của bạn dán vào các bạn. Rồi bạn bấm tweet lên nè. Nhấn tắt ra. Rồi sau khi tweet xong thì bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain trên ví chocolate hoặc là MetaMask nha các bạn. Các bạn mang địa chỉ chocolate của tất cả các bạn ra nè. Rồi các bạn copy địa chỉ với Smart Chain BNB này các bạn. Các bạn sẽ chép địa chỉ này là rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lên username tại Twitter các bạn đã follow và tại Twitter trên dự án của nó nè các bạn. Hay còn Vinh VN là hết chính này các bạn. Rồi mình gọi là chatbot nè bạn. Tiếp tục mình gọi là một cái link retweet nè bạn. Ồ, không lấy. Giúp hồi lên. Ok, như vậy bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nữa các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.